Xin chào anh chị, cô chú, em là nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Hôm nay em về ấp Mỹ Thuận, xã Long Tiên, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho anh chị xem một căn nhà vườn có tổng diện tích là 472,6 m². Trên thửa đất căn nhà vườn có 100 m là đất thổ cư. Trước tiên em xin giới thiệu về con đường đi. Anh chị rẽ trái là di chuyển ra đường huyện lộ 35 khoảng là 500 m. Con đường này thì rộng khoảng là 3 m. Anh chị di chuyển là đường xe ô tô 4 chỗ, 7 chỗ là thoải mái luôn nha. Ở đây thì có điện nước, wifi có đầy đủ. Nhà cửa thì ở rất là đông, rất là thích hợp để cho anh chị mua để nghỉ dưỡng. Và anh chị lập vườn trồng cây ăn trái là tuyệt vời luôn nha. Hướng bên đây thì anh chị cũng liên thông ra đường tỉnh lộ 868 khoảng là 5 km. Khu vực này thì cũng có đầy đủ tiện ích như là chợ Ba Dầu, trường học, ủy ban, ngân hàng. Thì anh chị cách khoảng là 200 m. Trước phần đất và căn nhà thì mình cũng có con sông rất là rộng nha anh chị, khoảng 20 m. Về thì anh chị có thể cất nhà mát ở ven sông. Chiều chiều thì anh chị ra uống trà nè, và anh chị mình câu cá, và anh chị xương xương vài lon là tuyệt vời luôn ha. Ở đây là không gian ở phía trước của mình nha anh chị. Ở con sông này thì cũng liên thông ra sông Tiền, và nước ngọt thì quanh năm luôn. Đó, anh chị mình yên tâm ha. Ở khoảng không gian này thì anh chị về, anh chị mình làm một cái nhà mát ở đây nè anh chị. Đó, chiều chiều thì anh chị mình ra hóng gió khu vực mé sông ha. Và khu vực này thì anh chị có thể buôn bán kinh doanh như là tập quá anh chị, hoặc là anh chị có thể bán gạo, hoặc là anh chị buôn bán ăn uống buổi sáng là tuyệt vời luôn ha. Xung quanh đất thì gia chủ đều cắm trụ hàng rào bê nguyên hết đất. Về vấn đề ranh giới thì anh chị cứ yên tâm ha. Diện tích mà hôm nay em giới thiệu anh chị ngang là 25 m, sâu vào bên trong là 20 m nha. Ở trên thửa đất thì gia chủ có cất một ngôi nhà cấp 4 mái thái nha anh chị. Lúc trước thì gia chủ có cất một cái ngôi nhà tôn anh chị, để buôn bán tạp hóa như là gạo lúa và thức ăn, bia thì gia chủ đang kinh doanh luôn ha. Diện tích mình tính từ ngay chỗ vị trí này nha anh chị, để em chỉ ganh cho anh chị nắm. Diện tích mình tính từ ngay đây, mình đo ngang ngang theo cái mặt tiền bê tông 3 m là 25 m nha anh chị. Để em di chuyển ra phía ngoài, em chỉ ganh cho anh chị nắm ha. Em cũng mong cô chú anh chị xem hết video để anh chị nắm chi tiết về căn nhà vườn này hơn, để cô chú anh chị ở xa về đây thì cũng không mất thời gian ha. Ở diện tích mình tới ngay chỗ vị trí trụ bê tông này nha anh chị. Và bên hông thì mình cũng có cái mặt tiền công cộng khoảng 1 m nè anh chị, và cũng liên thông vào bên trong còn một căn nhà nữa ha. Ở đây là căn nhà mái thái của mình nè anh chị. Căn nhà thì chưa có tô, ở về thì anh chị có thể trang trí theo mong muốn của mình nha. Và khu vực này thì mình cũng có đèn đường luôn nha anh chị. Ô tô thì 4 chỗ, 7 chỗ là anh chị di chuyển rất là thoải mái ha. Hiện gia chủ đang kêu bán với giá là 1 tỷ 300 triệu. Nếu anh chị thấy phù hợp thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ có nhân viên để dẫn anh chị xem và gặp ngay chính chủ để anh chị cô chú trao đổi và thương lượng ha. Phía dưới thì gia chủ có làm bờ kè cặp xong hết rồi nha anh chị. Về thì anh chị mình có thể bơm cát và anh chị mình san lấp mặt bằng luôn ha.
Ở không gian này thì anh chị mình có thể buôn bán kinh doanh là thiệt xoài luôn nha anh chị. Mình di chuyển khoảng 200 mét nữa thì anh chị tới chợ Ba Dầu, trường học, ủy ban thì anh chị cũng cách khoảng 200 mét thôi. Ở không gian ở phía trước thì chủ đang trồng một số kiểng anh chị, như là bông trang nè, mai diệt, mai vàng và một số dừa kiển nha anh chị. Ở bên đây thì mình có một cái mái nhà, về thì anh chị mình buôn bán kinh doanh là phù hợp luôn nha. Ở trước sân thì gia chủ đã đổ nền hết rồi anh chị. Không gian này á thì anh chị có thể về làm tiền chế để anh chị mình đám tiệc á, rất là rộng rãi, và anh chị mình đậu ô tô là phù hợp nhất luôn nha. Ở căn nhà này thì em thấy cũng rất là rộng rãi và thoáng mát luôn nha anh chị. Về thì anh chị mình lót gạch và trang trí là tuyệt vời luôn đó anh chị, rất là đẹp luôn. Còn khu vực bên đây thì gia chủ cũng làm một cái máy nè anh chị, máy tôn thôi. Anh chị mình có thể đậu xe gắn máy khu vực này ha. Để em di chuyển vào bên trong phòng khách để cho anh chị mình tham quan ha. Những đồ trang trí nội thất bên trong thì gia chủ sẽ lấy đi nha anh chị. Ở đây là phòng khách của mình nha anh chị. Ở bên trong thì bên dưới chỉ đổ nền, và trên tường thì chưa có tô nha. Và mỗi bên hông thì cũng thiết kế hai cánh cửa bên ngoài để cho anh chị cô chú lấy ánh sáng từ bên ngoài vào. Ở đây thì căn nhà và thửa đất đang quay về hướng đông bắc nha anh chị. Nếu anh chị mình lệch qua chút xíu thì quay về hướng đông. Từ trung tâm thành phố Mỹ Tho, anh chị di chuyển tới vị trí căn nhà vườn của mình là 27 km. Từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, từ bến xe miền Tây, anh chị di chuyển về là 86 km nha. Em cũng xin nhắc lại để cho anh chị nắm, khu vực này thì có đầy đủ tiện ích nha anh chị, như là chợ Ba Dầu, trường học, ủy ban, ngân hàng. Thì anh chị cách chỉ 200 m thôi, rất là gần luôn ha. Diện tích mình ngang là 25 m và có chiều dài là 20 m nha anh chị. Để em di chuyển ra phía sau để anh chị mình tham quan và xem tổng thể căn nhà của mình luôn ha. Ở đây thì chủ dùng cửa là cửa cây nha anh chị, gỗ đỏ thì em thấy rất là chắc chắn luôn. Ở bên trong thì mình có hai phòng ngủ nha anh chị. Ở bên đây thì mình có phòng ngủ đầu tiên và kế bên là phòng ngủ thứ hai. Ở căn nhà này thì em thấy cũng rất là chắc chắn. Ở về thì anh chị mình có thể trang trí căn nhà lại là anh chị mình ở. Điện nước wifi thì chủ đã vô đầy đủ rồi nha anh chị. Bên em thì cũng có nhận ký gửi mua bán nhà đất và thiết kế xây dựng công trình hỗ trợ cho anh chị san lấp mặt bằng, xây nhà phường, lên thổ cư. Nếu anh chị có nhu cầu, bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ hỗ trợ cho anh chị và cô chú đủ điều kiện luôn nha. Ở khu vực này thì mình có sàn nước anh chị. Bên trong thì mình có nhà tắm nè, nhà vệ sinh. Gia chủ thì cũng đã xây sẵn rồi. Về thì anh chị vào ở luôn nha. Còn khu vực bên đây là không gian phòng bếp của mình bên đây nha anh chị. Dưới nền thì đã lót gạch và trên tường lót khoảng 1m8.
À, bên trong thì mình cũng có nhà tắm và nhà vệ sinh bên trong luôn nha anh chị. À, còn đây là không gian phòng bếp của mình anh chị. À, nhìn thì em thấy rất là sạch sẽ luôn ha. Với giá bán là 1 tỷ 300 triệu nha anh chị, cho hết diện tích là 472,6 m2 trên thửa đất. Căn nhà của mình thì có 100 m là đất thổ cư rồi nha anh chị. Gia chủ thì cũng đang chuyển mục đích luôn, và giấy tờ sang tên thì chủ sẽ bao cho anh chị luôn ha. Mọi ý kiến thắc mắc anh chị cứ để lại bình luận bên dưới, bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ trực tiếp trả lời bình luận cho anh chị. Hoặc anh chị kết bạn Zalo nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang, bên em sẽ gửi sổ thông tin ở vị trí thửa đất và căn nhà trên Google Maps để anh chị trực tiếp xem trên vệ tinh. Anh chị về đây thì cũng không mất thời gian nha. Ở bên đây thì mình có trụ gào B40 rồi nha anh chị. Ranh giới thì rất là rõ ràng, anh chị ở xa thì anh chị cũng yên tâm ha. Cuối video em cũng xin chân thành cảm ơn quý anh chị đã dành chút ít thời gian xem video của em. Nhớ ủng hộ em một lượt like, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ sẽ là động lực giúp cho kênh của em ngày càng phát triển hơn. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Hẹn gặp lại quý anh chị ở những phần video tiếp theo nha.